Sát mặt đường Nguyễn Văn Cử là khu tập thể hóa chất, tòa bên trong là khu tập thể rau quả nông sản. Các tòa nhà này đều đã xây dựng lâu năm, hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt nẻ, bong chóc, loang lổ. Cũng như hàng nghìn chung cư khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, khu tập thể hóa chất cũng xảy ra tình trạng cơi nới chuồng cọp, khiến các kết cấu của tòa nhà bị biến dạng, dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khu vực cầu thang lên xuống cũ kỹ theo thời gian. Khu tập thể rau quả nông sản ở phía đối diện cũng rơi vào tình trạng xuống cấp tương tự. Sau nhiều năm sử dụng, các khối nhà ở khu tập thể này đã có dấu hiệu tách rời, khiến người dân sống trong bất an trong thời gian dài. Thời gian cách đây độ khoảng 3 năm thì bắt đầu nhà chị phải căng bạt ở trên trần để cho hứng dột nước dột xuống. Cứ mỗi một trận mưa ấy, trận mưa nó chỉ dài kéo dài độ 2 đến 3 tiếng đồng hồ thôi là bắt đầu ngấm. Mà mưa kéo dài 2 đến 3 ngày là lập tức là chỉ ăn và ở nhà, lau chùi nhà cửa và dọn dẹp nhà cửa. Và bây giờ hiện tại là muốn sửa chữa lại là không làm được, vì do cái trần là cái trần chung, không thể xử lý được cái trần. Thế là cứ tình trạng là cứ ở như thế này từ bao nhiêu năm nay đấy. Và các cái ổ điện ở đó ấy là thay bóng rất nhiều lần, nhưng mà cứ được một thời gian thôi là nó chỉ được vài ba tháng thôi, cứ sau một trận mưa nó lại hỏng, không thể bật được, không thể dùng được. Điều người dân lo lắng nhất là cái sự xuống cấp của nhà, của tường nó yếu thì nó nguy hiểm. Và hai nữa là cái sự thấm dột, mưa gió là thấm dột và vệ sinh cũng thấm dột thường xuyên thì người dân ở rất bất tiện. Chúng tôi đã tự sửa chữa nhiều nhưng mà nó cũng chỉ đảm bảo mức độ thôi. Và tường với cột nhà ở phía ngoài là cũng bị nứt nẻ nhiều rồi, thì chúng tôi cảm thấy là nó không được an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận bổ sung danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại đối với khu tập thể hóa chất và khu tập thể rau quả nông sản tại 135 Nguyễn Văn Cử, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Căn cứ theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, thời gian phá dỡ nhà chung cư sẽ tiến hành từ quý 3 năm 2023. Hiện hai khu tập thể đã hoàn thành kiểm định, các bước tiếp theo đang chờ chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng chung cư quận Long Biên hướng dẫn thực hiện. Người dân tại đây rất mong muốn chính quyền sớm triển khai xây dựng lại khu tập thể để người dân ổn định cuộc sống. Nếu như được làm lại toàn bộ nhà mà để diện tích được tăng lên và nhà có chất lượng tốt hơn thì chúng tôi rất mong muốn. Bản thân tôi và cũng như điều tra của 40 hộ dân đây đều đồng ý là xây dựng, cải tạo lại, có thể làm lại theo cái chủ trương của trên để có một cái diện tích ở tốt hơn và nhà chất lượng tốt hơn. Tôi thì bây giờ cũng là một đại diện cho những người dân sống ở khu tập thể thôi. Cũng mong là phường và quận phối hợp cùng với cả nhà đầu tư sông Hồng cố gắng thúc đẩy tiến độ thật nhanh để cho bà con được sớm quay trở lại với căn nhà của mình. Thank you.